Xin chào toàn thể các bạn nha. Hôm nay mình lại làm video giới thiệu cho các bạn về một loại cây thuốc rất là đặc biệt các bạn nhé. Đây trên tay tôi đang cầm đây là một cây thuốc rất là đặc biệt các bạn ạ. Cây thuốc này nó có tác dụng là chữa được rất là nhiều bệnh. Đấy, nhưng mà cái này là chủ yếu là mang về ngâm rượu để xoa bóp các bạn nhé. Thứ nhất là nó chữa đau nhức xương khớp này, đau dây thần kinh tọa này và nó đau thần kinh vai gáy này. Và đau đầu rất là hiệu quả các bạn nhé. Mà ngoài ra nó còn chữa được cả phong méo mồm nữa các bạn nhé. Cái này rất là tốt. Thì cái này thì mình cũng chưa biết là trong mình chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà trong sách vở và trên các phương tiện thì mình chưa thấy nói đến cái cây này. Đây, cây này thì ở trên vùng miền núi của mình thì ở một số khu vực thì nó mới mọc thôi các bạn ạ. Đây là mình gia truyền của nhà mình lấy về chữa rất là lâu đời rồi. Thế hôm nay mình cũng nhân dịp đi đào về được một chút mà nó cũng rất là hiếm các bạn ạ. Đấy, thì cây này thì mình dịch ra thì nó được gọi là cây trăm rễ các bạn nhé. Đấy, dịch ra tiếng phổ thông nó gọi là trăm rễ. Đấy, được mệnh danh là cây trăm rễ bởi vì đây nó mọc thành chùm như thế này các bạn ạ. Và nó rất là thơm. Cây này nó có tác dụng là chữa phong méo mồm rất là hiệu quả các bạn ạ. Nếu mà ai mà bị phong méo mồm, méo miệng ấy, khẩu nhãn hoa tà ấy, thì dùng cây này nó cực kỳ là hiệu quả, mà khỏi ấy các bạn ạ. Không phải là hiệu quả nữa mà nó là khỏi luôn. Đây, đây các bạn ạ. Đây cái này mang về chủ yếu là ngâm rượu xoa bóp các bạn ạ. Này, rất là già, rất là dài luôn. Đây, thì cái này mình ngâm cùng với lại cây dây gió các bạn nhé. Đây là cây dây gió này. Còn đây là mình giới thiệu luôn trong video, đây là cây dây gió này. Đây, đây nhé. Dây gió đây là bây giờ nó rất là hiếm rồi, cho nên là mình phải dùng cả lá, băm cả lá cả rễ ra để ngâm rượu xoa bóp các bạn. Mà cái này không riêng gì về về rễ mới có tác dụng, mà lá nó cũng có rất nhiều là chất và rất nhiều tinh dầu. Đây mình cũng phải dùng cả và bây giờ nó thuốc nó hiếm các bạn ạ. Đây, đây cây trăm rễ này. Đây mình lấy được có 2 cân thôi các bạn ạ. Chứ nó không có nhiều đâu. Đây. Đây mình quay cho các bạn xem. Đây để hong khô ráo xong rồi bắt đầu là cho vào rượu để ngâm xoa bóp các bạn ạ. Cái này đau thần kinh vai gáy là cực kỳ là hiệu quả các bạn ạ. Chữa nếu như mà ai bị đau thần kinh vai gáy thì chỉ xoa 2 đến 3 ngày là nó giảm hẳn luôn nhé. Nó giảm đến 80% luôn. Còn thì xoa bóp khoảng 1 tuần đến 10 ngày thì nó hết các bạn ạ. Đây mình cũng đã dùng cho rất nhiều bệnh nhân rồi nhá. Thì mình mới dám nói như thế bởi vì cây này nó cực kỳ là hiếm các bạn ạ. Cực kỳ là quý hiếm. Theo mình nghĩ là vài năm nữa thì chắc là cũng không còn, bởi vì là bây giờ rừng là hay bị phát đi để trồng cây lâm nghiệp, cho nên là bây giờ không có nữa. Nó dần nó thoái đất đi, nó cũng không mọc nổi nữa các bạn ạ. Đây mà cây này thì nó mọc ở cái vùng đất đồi núi khá cao các bạn nhé. Núi trong vòng đồi giáp núi đá khá là cao. Đấy, nó mới có loại cây này. Đây mình quay cho các bạn cận lá để cho các bạn biết đây. Đây, lá nó có hơi lông mịn một chút này. Đây. Đây các bạn ạ. Đây. Rễ này, các bạn nhìn thấy cây này khủng. Như thế này gọi là cây là đã to lắm rồi các bạn ạ. Đây mình phơi được 3 nong nhá. Hai loại ngâm loại này, hai loại để chữa phong gió nhá, cảm mạo phong hàn rồi bị phong thấp đau nhức các thứ này, xong rồi bị kể cả bệnh về tai biến nhá. Những người nào mà bị tai biến mang về xoa bóp nó cũng rất là tốt. Tuy nhiên riêng bệnh tai biến thì cần phải thêm một số vị thuốc khác nữa đặc trị tai biến nữa các bạn nhé, tai biến mạch máu não. Còn thì đây là chữa về những người mà bị trúng phong nhá. Chúng phong mà bị đau nhức này, rồi
cảm mạo rất rất nhiều nhiều bệnh liên quan đến trung phong, thì hai cây thuốc này nó giải quyết rất là hiệu quả các bạn ạ. Đấy. Đây. Thì đây sau mình sẽ vào trong nhà thuốc để mình quay cho các bạn xem, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về, mình không không phải hướng dẫn mà mình quay để cho các bạn xem thôi, bởi vì là khu các bạn, chỗ các bạn chắc khả năng cũng rất hiếm cây này. Đây thì mình vào nhà để mình quay cái cách mà mình chữa bệnh bằng rượu thuốc xoa bóp nha các bạn nhé. Đây là những cái thùng rượu xoa bóp của mình này, ngâm rượu xoa bóp để chữa đau nhức xương khớp nhé. Đây đây này, đây là đây đây trên này chưa có, nhưng đây là ba bình này các bạn này, ba xô đỏ to này. Xong đây là mình sẽ ngâm riêng, mình sẽ ngâm riêng như hai thứ lúc nãy mà mình quay cho các bạn xem ấy. Đây. Và thì khi mà bị đau nhức xương khớp ấy, thì mình sẽ cộng cả rượu thuốc này hòa với lại cái bình rượu ở trong xô này. Đấy, đây mình cũng ngâm cả trong này nữa này các bạn này. Đấy. Thì như vậy, còn riêng ai mà bị chúng mà bị khẩu nhãn hoa tà, có nghĩa là phong miếu miệng ấy, thì cũng chỉ cần là lấy cái này về xoa bóp thôi. Đấy, chỉ cần hai vị thuốc này là xoa bóp các bạn ạ. Đấy, cái thực ra thì nó cũng không có gì là khó đâu. Đấy, quan trọng là thuốc nó phải chất lượng và nó đủ vị các bạn ạ. Đây mình hong khô đây. Đây thì mình cũng nói rõ nhá, là cái này là mình chỉ bán rượu thuốc thôi, chứ còn thuốc cây thuốc này mình không có bán đâu, bởi vì nó rất là đắt tiền các bạn nhé. Bởi vì là bản thân mình đi đào nó cũng không được bao nhiêu, cho nên mình phải thuê người đi đào, cho nên mấy ngày nó mới được có 1 cân 2 cân thôi, nó cho nên nó không có nhiều các bạn nhé. Do vậy là mình cũng không bán đâu, mình quay giới thiệu cho các bạn về biết về cây thuốc thôi. Còn thì mình chỉ có cung cấp rượu thuốc xoa bóp cho mọi người thôi các bạn nhé. Mong các bạn thông cảm. Thì mình quay để giới thiệu cây thuốc cho các bạn xem. Nếu như mà vùng nào mà các bạn có thì các bạn cứ ứng dụng theo cách làm của mình để chữa bệnh thì nó sẽ hiệu quả. Thì video của mình xin được kết thúc tại đây. Những ai yêu mến kênh của mình thì đừng quên chia sẻ và nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.